chào mừng tất cả mọi người. Hôm nay hai vợ chồng mình cuối tuần được nghỉ nên hai tụi mình đi vào vườn cherry và đi hái cherry. Mình rất là chờ đợi rất là lâu rồi, bởi vì năm ngoái thì mình đã muốn đi hái cherry mà khi mình tới thì cherry người ta đã qua cái mùa rồi. Nên năm nay mình phải đợi một năm để đi được cái vườn cherry. Mình thì chưa có thấy cái cây cherry, mình có thấy vài lần ở trên đường nhưng mà mình chưa có đi vườn cherry ở Canada bao giờ hết. Nên hôm nay mình đi và mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Nè các bạn, bây giờ mình bắt đầu đi vào con đường này gọi là Cherry Avenue. Đây là con đường mang tên là Cherry. Và các bạn bắt đầu nhìn thấy hai bên đường nè, bắt đầu có những cây cherry nè và vườn nho. Ở Canada thì có rất nhiều nho nha các bạn. Canada nổi tiếng về ruộng nho. Là nhìn hai bên đường thì rất là nhiều cây nho. Nè các bạn thấy không? Rất nhiều vườn nho hai bên đường. Bởi vì Canada nổi tiếng về nho và ruộng nho. Ruộng nho trắng nha các bạn, ruộng nho trắng. Đó, các bạn thấy hai bên đường không? Số nữa thì tụi mình đi đến vườn cherry. Và mình cũng không biết là bên trong vườn cherry, là ngoài cherry ra thì còn có thể hái được những trái khác không. Có thể hái được trái đào hoặc trái táo hay trái gì, để lát mình xem. Và ở đây thì đóng cái phí đi vào cái vườn này thì rất là rẻ, chỉ 5 đô. Đây nè, cái cherry watcher nè các bạn, chỉ 5 đô một người. Và bạn được hái cứ 1 ký là 10 đô. 1 ký là 10 đô là khoảng 180.000 Việt Nam của mình đó, rất là rẻ các bạn. Thì các bạn vô thì các bạn phải đóng, ví dụ hai tụi mình phải đóng 10 đô đi. Và phải hái ít nhất là 1 ký. Bắt đầu có nhiều nè. Ôi, thấy được trái cherry rồi nè. Ôi, người ta đang hái quá trời nè các bạn. Wow. Yeah, bây giờ mình đã tới cái farm rồi, mình đã tới cái nông trại rồi. Ui, quá trời người luôn nè. Bởi vì năm nay thì cái mùa cherry rất là ngắn. Người ta nói là mùa cherry năm nay chỉ trong vòng 10 ngày thôi. Thì tùy theo, có thể là ngắn hơn nữa. Nên là mình... hôm nay nhiều người quá. Hôm nay là cuối tuần rồi các bạn. Hôm nay là chủ nhật. Quá trời người luôn. Quá trời xe luôn. Rồi, để lát đi vào bên trong thì mình quay tiếp nha. Và bây giờ mình đi lấy những cái hộp nha. Mình lấy những cái hộp để mình đi vô mình hái nè các bạn. Ủa sao mấy cái cây này nó xanh quá, nó đâu có chát không? Để lên. Alright. Why they are so green, no fruit? Oh no, we just go in. There's so much. Like we can, we'll just go a little deeper. I think it's over there is more, but it is. Well, there won't be much right here. We'll go in a little bit and then we'll find some. Wow, nè. There we go. Lots of cherries. Yeah, cherry nè các bạn ơi. Có sao mình quay. Alrighty. Yeah. Do you want it with the stem or no stem? No stem. Right. Yeah, nè các bạn. Wow, cherry này to quá nè. Thích chưa? You can eat them too if you want. Mình còn có thể ăn được những trái cherry nữa, để mình ăn thử nha. You don't have to pay for what you eat. They're good? Yeah. Ngọt lắm các bạn. Try it. Yeah, I will. Nè các bạn, ở đây là mình có thể... Mình đã đóng 10 đô thì mình được ăn bao nhiêu cũng được hết. Và nếu mà mình hái trên 1 ký nha các bạn,
mình hái trên 1 ký thì mình phải trả thêm tiền. Còn các bạn muốn ăn bao nhiêu cũng được hết. Và cherry rất là ngọt các bạn. Nè, cherry rất là ngọt. Thích quá à. Big, big ones. Big, dark ones. Bây giờ Dylan có nhiệm vụ là hái, còn mình thì chỉ ăn thôi. Ngon quá. Hello Dylan. Hello. Your job is picking cherry. My job is eating cherry. Do some close-up shots of the cherries. Wow, look at these guys. Mm. Look at this. Woo. Look at all those. Mm. Amazing. Show me. Here, what? Can you see them? You have to go close. Maybe you might have to switch the camera. Yeah. I saw it. Nè, các bạn thấy to chưa? Đây lên quay cho các bạn xem. Wow, cherry đỏ rất là ngon các bạn. Và mùa này chỉ trong 10 ngày là hết nha các bạn. Thì mình sẽ lựa những cái trái to mình hái. Ở trên kia chụp này to này cho lên ha. Mình sẽ hái thật nhiều, mình sẽ hái 2 thùng luôn. 2 thùng về ăn cho nó đã. Tại vì ở trong Toronto, ở đây thì là ngoài thành phố, ngoại ô của Toronto, còn ở trong Toronto thì nó cũng mắc hơn ở đây nha các bạn. Ở đây thì chỉ có 10 đô một ký hả? $10 for 1 kilogram. $5 for a pound. So 10 for kilogram. Just about. So we can move to another place because this tree is not very big. Yeah, sure. This is bigger? No, it's so small. Wow, các bạn nhìn nè. Wow, thích chưa? Mình đi kiếm mấy cái cây to. Cây gì to này thân bạn. Trên này hái được nè. Nè. Cây này trái ngọt. Ngon quá, tươi quá. Wow, thích chưa? Ăn luôn. Và đây cũng là lần đầu tiên mình đi hái cherry nè các bạn. Ở Trung Quốc thì cũng có, hồi xưa mình ở Trung Quốc thì cũng có cây cherry, nhưng mà mình chỉ đi ngang qua cái vườn thôi, mình coi thôi chứ mình không có. Lúc đó mình đi phiên dịch nên mình không có thời gian mình hái, mình chỉ đi qua cái trạm dừng chân ở xe buýt thì mình thấy có cái vườn cherry thì mình đi ra mình mua cherry thôi, chứ mình chưa có dịp hái tận tay như thế này nên mình rất là thích. Hôm nay tụi mình sẽ hái nhiều về ăn cho nó đã. Đó, mai mốt các bạn mà mấy em bé nhà mình hay là mai mốt gì cậu mình mà có qua mùa hè nè, mình sẽ dẫn đi hái cherry nè.
cách thành phố Toronto 100 cây à, 80 cây số. How far is it from Toronto? This is about 55 kilometers. Oh, chỉ có 55 cây số thôi các bạn. Wow, thích chưa? Mình đi qua cái chỗ nào mà có bóng râm đi trên lên. That's a lot. Wow, so I want to take some pictures. Okay. Ooh. Nè các bạn. Mà chùm này trái nhỏ quá mà mình lỡ hái rồi mình hái luôn chứ để không bỏ tội nghiệp người ta. Thích ghê. Yeah. The darker ones will be good. Like the darker, these guys. Like yeah. This guy? Yeah. They're a little small on this tree. They'll be sweet though. Probably go. Move. What are those? Over there. Okay, I can you can take some. You can pick up now. I take some photo. Nè, để Linh nè, hái được một thùng nè các bạn. Thích chưa? Thì bây giờ mình quay phim, mình vừa quay mình vừa nói chuyện với các bạn. Còn để Linh thì hái nha. Ngọt quá các bạn. Thích chưa? Mình như là con chuột sa vào củ nếp vậy. Mình rất thích ăn trái cherry. Rồi các bạn biết là cherry ở Việt Nam mà Trung Quốc thì rất là mắc. Mà mình ở đây thì cherry rẻ quá trời luôn các bạn. Thật quá. Ôi, ở đây có mấy trái đỏ nè. Ngon quá, ngon quá. Cái này ngon quá các bạn ơi. Những cái thùng cherry của hai tụi mình hấp dẫn chưa? Cây này ngon nè. Chua chua ngọt ngọt. Em khoái ăn chua đây lên. Mình khoái ăn chua chua ngọt ngọt. Còn cái chanh đây lên thì khoái ăn ngọt. Đây lên chồng mình thì không thích ăn cherry nha, bởi vì từ nhỏ đến lớn ở đây rồi nên là thấy cherry là thấy bình thường rồi. Còn mình thì mình thấy lạ bởi vì rẻ hơn so với những nước châu Á của mình. Còn đây lên thì đây lên nhìn là đây lên ngán luôn. Đây lên nói với mình là ở đây nhiều khi cherry nhiều quá người ta không biết làm gì, cái người ta làm mứt ăn với bánh mì luôn, bởi vì nhiều quá. Bỏ thì uổng nên người ta làm mứt. Đó các bạn nè, thấy nè, cherry to. Thích chưa? Thì Linh hôm nay là người hái cherry. Có nghề nha, có nghề mới rồi nha. Bạn đây Linh có nghề mới nha. Are you tired? No. It doesn't seem like you're tired. No, no. Are you sure? Yep. I
đây có cái xe chở mình đi vô cái vườn nữa nè các bạn. Mình đi xe đó. Do you wanna go on a ride? Let's do it. Go on a ride. Is it free? Yeah, yeah, sure. Để mình đi cái xe này, mấy người đã xuống xe, cái mình đi cái xe này. So we get in line from here, I guess. Are they done now? I guess not. I don't know. They done? Yeah, they get off. Yeah. Bây giờ mình đi lên một cái xe này mình đi đi tham quan. With our driver, he leaves. The driver, he leaves. Oh yeah. Come back. Ah, bây giờ mình ngồi lên cái xe người ta dẫn mình đi tham quan. Để mình chờ người tài xế quay lại thì mình đi cái xe đó. Có cái xe của mình Jerry. Rồi bây giờ người tài xế quay lại rồi thì bây giờ tụi mình là người ta sẽ chở tụi mình đi một vòng trang trại nha các bạn. Nắng quá nên giờ mình đeo kính đen vào. So I think maybe more inside. Maybe. Because in front they... Oh, they also have other things too. They have apricots, peaches, nectarines, plums. Bên đây là cherry. Bên trái thì là vườn táo nè, vườn nhà mận nè. What's well, trust me? Trying to get off and pick one more. I want to go home. Please, where are mommy and mommy? Ah, good night. Mommy. Bây giờ tụi mình xếp hàng ra tính tiền để đi về nè các bạn. Thấy ai cũng hái một thùng thùng không? Còn hai vợ chồng tụi mình thì có một mình ăn à. Dylan thì cũng chẳng ăn cái trái gì nhiều. Nên là mình chỉ hái nửa thùng thôi. Tại vì một thùng là tới 4-5kg. Ăn không hết. You want to carry this? No, it's too heavy for you. You're gonna drop them. This one's gonna be a waste after dropping right now. Okay, not after. Okay. Bây giờ mọi người đang xếp hàng để cân nè, tính tiền nè. Nếu mà dưới 1kg thì là miễn phí. Tại vì hồi nãy mình đã đóng cái tiền
cái tiền basic là cái tiền cơ bản cho một ký là $10 rồi, còn nếu trên một ký thì mới phải trả tiền. Để xem tụi mình hái bao nhiêu nha. Các bạn nhìn tươi chưa? Bây giờ tụi mình chỉ phải trả thêm $2.50 thôi nè các bạn. -$15. Oh, it's really cheap, honey. $30 more, please. Do we have bags? Do you guys have bags here? Or? Oh my gosh! Boxes are yours. Okay. But we have the. We have this. Yeah. So mine was $8. So we can keep this. Rồi, thì bây giờ đi ra xe, tụi mình đi ăn trưa thôi, đói bụng rồi. Nè, thu hoạch của tụi mình nè, các bạn bao nhiêu đây? Một thùng này thì chỉ có $12 thôi nè. Tụi mình chỉ hái nửa thùng thôi bởi vì nhiều quá ăn không hết. Bây giờ hai vợ chồng mình đi vô cái tiệm phở Hưng này nè, là cái tiệm phở lớn nhất ở Toronto nè. Thì nó có hai chi nhánh, một chi nhánh ở Mississauga là cái thành phố ngoại ô của Toronto, và một chi nhánh ở khu phố tàu bên trong thành phố. Thì chỉ có cái chi nhánh này là có bò bảy món. Nếu mà tụi mình vô đây mà có bò bảy món thì tụi mình sẽ gọi bò bảy món, tại vì lâu quá rồi chưa có ăn bò bảy món. À, bây giờ mình đã vô tiệm rồi nè, các bạn thấy tiệm hôm nay cũng đông nè, cuối tuần nè. Bây giờ tụi mình gọi bò bảy món thì bây giờ có bò nhúng giấm rồi nè. Ta-da! Món ăn của Việt Nam mình thì rất là nhiều người thích ở đây nha các bạn. Đây là đang nhìn chảy nước miếng rồi nè. Còn đây là bò, bò lá lốp với bò mỡ chài của tụi mình nè. Hấp dẫn không các bạn? Quán này ăn ngon thiệt luôn nha. Mai mốt mình sẽ đến đây ăn nữa. À, còn đây là bò lúc lắc nè, cháo bò nè, với lại chả đùm. À, ở đây bán được kia các bạn đủ 7 món luôn. Ăn ngon không? Hồi nãy tụi mình hai tụi mình ăn cái bò 7 món đó rất là ngon nha các bạn. Lâu lắm rồi mình mới ăn bò 7 món. Từ lúc qua đây tới giờ chắc 2 năm rồi chưa có ăn. Lâu lâu thì thèm thì có bún lá lốt, bún mỡ chài, chứ chưa được ăn toàn bộ bò 7 món ở đây bao giờ. Nên mình hôm nay mình rất là vui. Và ở đây nó bán cũng không mắc nha các bạn. Bò 7 món cho hai người ăn, ăn mà hai tụi mình no luôn á, là $40 thì khoảng 700 ngàn Việt Nam thì đâu có mắc đâu, đúng không các bạn? Ở Việt Nam mà nếu bạn ra cái tiệm bò 7 món mà bạn ăn, mà ăn hết luôn 7 món thì có khi là 1 triệu luôn, chứ không phải là 700 ngàn. Thì ở đây 700 ngàn thì đâu có mắc. Thì bây giờ hai tụi mình đã ăn xong rồi và cũng đi hái cherry rồi, thì bây giờ hai tụi mình về nhà nghỉ ngơi và có thể là xem tivi. Rồi sáng thứ mai, ngày mai là sáng thứ hai thì lại tiếp tục một tuần làm việc. Chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những clip sau, và nhớ bấm nút subscribe để ủng hộ cho hai vợ chồng tụi mình nha. Bye bye.